chiama Bella. Cảm ơn em đã dành cả buổi tối ngày hôm nay để đi lựa quà sinh nhật cho mẹ má. Mấy khoản này thì anh chịu. Hot boy girl nổi tiếng lạnh lùng của trường mà nay cũng nói mấy câu tình cảm này hả? Em chỉ sợ là mẹ anh không thích mấy món quà này thôi à. Tất nhiên là mẹ anh thích rồi. Nhưng mà bây giờ đi ăn đi. Anh mời. Coi như là cảm ơn em đã dành cả buổi tối cho anh. Nhìn đi bà. Từ từ. Tụi bay định đi đâu hả? Muốn bỏ trốn à? Gan tụi bay to đó. Sao bọn họ biết được? Mấy con ranh này, bọn mày tưởng qua mắt được tao hả? Tao đã cố gắng đối đãi tốt với tụi bay rồi mà. Rượu mời mày không uống, tao cho mày uống rượu phạt. Cô cụ hết tụi nó về cho tao. Dạ. Lấy điện thoại lại cho tao. Phải là bà không? Đông Đông. Nhốt hết lại. Từng đứa một sẽ biết tại sao. Dạ. Có chuyện gì hả em? Anh ơi, Đông Đông gặp chuyện rồi. Em thử gọi lại xem. Không gọi được, thuê bao rồi. Bây giờ phải làm sao đây anh? Không lẽ những gì chị Katie đó nói với em là sự thật? Đông Đông thực sự đang gặp chuyện gì đó mà phải cầu cứu chúng ta. Em chỉ nghe trong điện thoại á là Đông Đông nói Kim ơi cứu tôi thôi. Mà còn nghe cái tiếng la hét nữa. Anh nghĩ là lần này lớn chuyện thiệt rồi đó. Bây giờ anh với em chạy thẳng tới công ty của Đông Đông đi. Đi. Dạ, chú ơi. Cô cậu kiếm ai? Con muốn gặp bạn con trong này. Chú giúp tụi con được không ạ? Cô cậu có biết ở đây là công ty. Đến đâu là phải hỏi. Muốn gặp ai là gặp à? Đây không phải là cái chợ. Dạ, bạn con là thực tập sinh ở đây, tên là Đông Đông. Chú có thể cho tụi con gặp bạn con một chút xíu. Nếu mà bạn đó an toàn rồi thì con sẽ đi ngay ạ. Tôi không thấy ai nói gì hết. Cô cậu là ai? Tụi con nghi ngờ bạn của tụi con gặp nguy hiểm nên là mới vội vàng chạy tới đây. Chú có thể nào báo thôi đi. Quản lý đã đưa chúng nó về nhà chung hết rồi. Muốn gặp thì phải có sự đồng ý của quản lý chứ. Không đi, đứng đây mà làm loạn à? Chú ơi, bạn con gặp nguy hiểm thiệt mà. Không có liên lạc được nên tụi con mới phải tới đây. Đông Đông! Đông Đông! Bà có trong đó không? Đông Đông! Có chuyện gì ông ào vậy? Thưa phó giám đốc, tụi nó cứ đòi gặp Đông Đông. Em đuổi mãi nhưng mà nó không đi. Để tôi. Chào hai em. Không biết hai em muốn gặp Đông Đông có chuyện gì không ạ? Đông Đông gọi điện thoại cầu cứu bọn em. Chưa rõ là chuyện gì. Nhưng mà em nghĩ Đông Đông đang gặp nguy hiểm. Hoặc là bị ai đó bắt ép làm chuyện gì đó. Anh ơi, tụi em chỉ muốn gặp Đông Đông một chút xíu thôi. Nếu mà Đông Đông an toàn rồi á thì tụi em sẽ đi ngay. Không làm phiền mọi người đâu ạ. Quản lý đã đưa cả nhóm về nhà chung rồi. Không còn ai ở đây hết. Thực tập sinh ở đây luôn được quản lý giám sát rất là sát sao. Nên không có chuyện mà ai gặp nguy hiểm ở đây đâu. Nhưng mà nếu không có chuyện gì, tại sao lại không cho gặp Đông Đông chứ? Đến cả gia đình cũng không được liên lạc với Đông Đông nữa.
Rõ ràng là mấy người đang giấu chuyện gì mờ ám đúng không? Đúng. Nếu như không có chuyện gì, tại sao lại cắt đứt liên lạc của Đông Đông với thế giới bên ngoài như vậy? Rõ ràng là các người đang che giấu chuyện gì đó mờ ám mà. Thôi đi. Hai cái đứa nhảy ranh này, tụi bay đừng tưởng là tao không dám làm gì tụi bay nha. Nãy giờ là tao tử tế với tụi bay lắm rồi đó. Còn nếu như không tử tế thì ông định làm gì tụi tôi? Riêng cái chuyện các ông cắt đứt liên lạc của Đông Đông với bạn bè và người thân đã đủ ép các người về tội giấu người trái phép. Tụi bay có muốn tao đưa hợp đồng của nó cho tụi bay coi không? Hả? Tụi bay lấy bằng chứng gì mà nói tao giữ người trái phép? Chính hai đứa mày. Hai đứa mày đang cản trở người khác kinh doanh. Ở đây làm loạn, ở đây dựng chuyện hả? Nó đi về đi. Cút khỏi mắt tao trước khi tao điên lên. Tống cổ. Thôi đi về đi. Khóa cửa cẩn thận đó. Có chuyện gì mà chị gọi tụi em xuống đây vậy ạ? Thật ra thì chị không định nói mọi người đâu. Nhưng mà nếu như chị không nói ra thì chị sẽ bị cắn rứt lương tâm cho đến chết mất. Chị muốn cảnh báo mọi người về công ty Big Lion. Các em nên về cảnh báo với gia đình bạn của các em là đừng cho bạn ấy gia nhập vào công ty nữa. Bởi vì... Vì sao vậy chị? Bởi vì có khả năng bạn ấy sẽ bị đi tiếp khách đó. Thật hả chị? Những ngày đầu vào công ty, chị đều răm rắp làm theo lời tất cả những gì bọn họ nói. Dù cực khổ cách mấy thì chị đều cố gắng. Chỉ mong là một ngày nào đó chị sẽ được ra mắt thôi. Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối thôi. Hóa ra đó là lý do mà họ tuyển thực tập sinh đó hả? Đúng là bọn khốn nạn mà. Lúc đó chị phát hiện ra chị bị chào mời, ngã giá như một món hàng vậy đó. Khi mà họ biết chị đã biết chuyện này thì họ bắt đầu khủng bố chị bằng những cái hợp đồng ràng buộc vô cùng khắt khe. Cái khoảng thời gian đó rất là khủng khiếp đối với chị. Trời ơi, chị Đông Đông. Hàng gì hôm qua Đông Đông gọi cầu cứu tôi đó. Thì dĩ nhiên không phải 100% thực tập sinh nào cũng bị đi tiếp khách như vậy đâu. Nhưng mà nghe cái cách mà bọn chúng tiếp cận với bạn của em á, thì chị nghĩ là bọn chúng đã để mắt tới bạn của các em rồi. Khả năng cao là vậy rồi. Nhưng mà bây giờ tụi em không liên lạc được với Đông Đông, cũng không có bằng chứng gì hết. Thôi, chắc phải để hết hôm nay xem sao. Tụi mình cũng phải bình tĩnh lại. Chị Cá Thi, tụi em cảm ơn chị nhiều lắm. À, không có gì đâu. Chị chỉ thể giúp cho các em tới đây thôi. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà mọi người nhớ là chị chưa hề nói gì với mọi người hết. Và chúng ta cũng chưa từng có cuộc gặp ngày hôm nay nha. Dạ. Hôm nay anh rất là buồn. Anh thật sự buồn lắm luôn. Anh lo cho tụi em từng ly từng chút, từng miếng ăn giấc ngủ. Mà tại sao tụi em đối xử với anh như vậy? Hả? Tại sao? Tại sao? Ca ca, em hay lắm. Em không những hát hay nhảy đẹp mà cặp giò em cũng rất lẹ. Chút xíu nữa thôi là em chạy thoát rồi đó. Nhưng mà mấy em nghĩ mấy em chạy thoát rồi mấy em sẽ đi đâu? Đi đâu? Đơn phương chấm dứt hợp đồng, mấy em quay trở về gia đình của tụi em để làm một tiểu thư đại ca. Tất cả những chi phí ăn ở, đào tạo, mướn chuyên gia, tất cả những chi phí khác tụi anh bỏ ra, tụi anh gồng gánh cho tụi em. Hả? Hay là ba mẹ tụi em phải bán nhà bán đất để đền hợp đồng cho tụi em? Ai đền? Ai đền? Thôi, nói chung hôm nay anh rất là mệt. Anh về nghỉ ngơi. Mai mình sẽ nói chuyện tiếp. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, chính các em đã cướp mất cái quyền lợi của các em. Tự tụi em đã tước đi cái sự tự do còn sót lại. Quân là gì? Dạ. Tôi giao cho chú quản lý giám sát chặt chẽ từng đứa. Ngay cả đi ăn đi ngủ cũng phải có người canh. Em nào mà không nghe lời, cứ thẳng tay trừng trị,
không cần phải thương hoa tiếc ngọc gì hết. Anh thấy đó, tụi nó có nghĩ cho mình đâu. Kỷ luật thép sẽ làm nên một người nghệ sĩ thành công. Nhớ đó. Mấy em chỉ làm lãng phí thời gian ngủ quý báu của mình thôi. Tôi nhắc lại, ngày mai đúng 6 giờ xuất phát. Chậm trễ là ăn bạc tai đó. Rõ chưa? Kim ơi, mọi người ơi, cứu tôi với. Bà bình tĩnh đi Đông Đông, sẽ có cách mà. Cách gì chứ? Bà nói đi. Tại sao tụi mình phải rơi vào hoàn cảnh như vậy? Bà bình tĩnh lại đi ca ca. Việc bây giờ mình cần làm là nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nunu nói đúng đó. Mà mặt bà bị cắt xung quanh rồi kìa, có sao không? Nếp, bà đừng có lo nhoi nữa được không? Tôi sốc ruột quá nè. Không biết bây giờ Đông Đông đang ở đâu nữa. Tôi lo cho bà quá. Không được, tụi mình báo công an đi. Không được đâu. Mấy bà không nghe lại giám đốc nó nói hả? Không có bằng chứng mà nhiều khi tụi mình còn bị kiện ngược lại cái tội vu khống hay là quấy rối nữa. Mà Đông Đông á, bà cũng đồng ý cho bên đó kiểm soát thông tin rồi. Mà cho vu có đưa được Đông Đông ra ngoài cũng có thể bị họ bắt bồi thường hợp đồng thì sao? Đúng rồi đó. Tôi nghe người ta nói nếu một bên tự ý vi phạm hợp đồng là bị phạt tới tiền tỷ luôn á. Chết tiệt thiệt. Đáng lẽ là tụi mình phải tìm hiểu thông tin kỹ trước khi mà động viên Đông Đông đầu quân cho bên đó. Thôi, bà đừng tự trách mình nữa. Cái này cũng đâu ai mà ngờ trước được. Làm sao biết được một công ty bê thế như vậy mà lại là một đường dây tội phạm cơ chứ. Ê khoan, vậy là nhóm bà Ellie với Nunu cũng có nữa đó. Đúng rồi, nếu mà Đông Đông bị mắc bẫy thì nhóm Ellie đâu ngoại lệ đâu. Không biết như thế nào á, sáng mai đi học sẽ rõ.